Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin sáng của chúng tôi. Bản tin sáng được cập nhật đến 6 giờ hàng ngày sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc đổ lỗi cho em gái. Đón đợt không khí lạnh yếu, miền Bắc giảm nhiệt. Vợ chồng chủ hụi ở Bình Thuận nghi ôm tiền bỏ trốn sang nước ngoài. Cô gái tăng ga truy đuổi, tông ngã hai tên cướp trước cổng khu công nghiệp. Tổng thống Mỹ gặp Ngoại trưởng Trung Quốc. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật đến 6 giờ hôm nay. Theo thông tin từ VTC News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty liên quan. Trong vụ án này, Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975, cựu chủ tịch FLC và 20 bị can về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán, giúp sức cho Trịnh Văn Quyết có em gái của ông ta là bị can Trịnh Thị Minh Huế, sinh năm 1981. Bà Huế bị truy tố về cả hai tội danh nói trên. Kết luận điều tra thể hiện Trịnh Văn Quyết có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán. Sáng lập công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và 50 công ty khác. Tuy vậy, cựu chủ tịch FLC đã lợi dụng các quy định của pháp luật về hoạt động chứng khoán để thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thu lợi bất chính đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Trịnh Văn Quyết còn lôi kéo tác động những người thân trong gia đình và bạn bè thực hiện hành vi phạm tội. Kết luận nêu, khi bị bắt, dù các chứng cứ chứng minh đã rõ nhưng ông Quyết vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đổ lỗi cho em gái và người khác thực hiện hành vi phạm tội. Báo Tiền Phong đưa tin, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta trong đêm qua ngày 28 tháng 10 khiến miền Bắc giảm nhiệt nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C, trời se lạnh về đêm và sáng. Cùng với nền nhiệt giảm, miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn trong những ngày tới. Dự báo hôm nay ngày 29 tháng 10, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối nay đến ngày mai sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ khoảng gần sáng ngày 30 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. VTC News ghi nhận, Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy tìm cặp vợ chồng Huỳnh Thị Thúy Vân, sinh năm 1996 và Nguyễn Đức Thành Long, sinh năm 1994, cùng trú tại khu phố 8, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, để phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác. Vợ chồng Vân Long là người đã tổ chức huê hụi với tên gọi Vân Mây, đứng ra tổ chức chơi hụi thông qua mạng xã hội Zalo và Facebook, hình thức chơi hụi theo ngày, tuần và tháng, với số tiền dao động từ 500.000 đồng một ngày đến 50 triệu đồng một ngày, thu hút khoảng 500 hội viên tham gia chơi và đã hoạt động từ năm 2020 đến nay. Đến ngày 17 tháng 10, vợ chồng Vân Long thông báo qua trang Zalo và Facebook cá nhân của mình là hụi đã bị vỡ, mất khả năng chi trả. Do vậy, các hội viên tìm đến nhà để lấy tiền hụi nhưng không gặp. Các hội viên liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội Zalo và Facebook nhưng không liên lạc được. Có thông tin cho rằng vợ chồng này cùng hai con sang Mỹ định cư. Hiện Công an thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận thông tin trình báo của 91 người có tham gia huê hụi do vợ chồng Vân Long tổ chức với số tiền hơn 19 tỷ đồng. Theo thông tin từ Vietnamnet, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đã tạm giữ hình sự Trần Văn Sang, 28 tuổi và Trần Minh Luân, 24 tuổi, cùng ngụ thị xã Bình Minh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 7 giờ ngày 27 tháng 10, Luân điều khiển xe máy chở Sang đến khu công nghiệp Bình Minh thuộc xã Mỹ Hòa. Khi đến cổng khu công nghiệp, cặp đôi phát hiện chị PTNC, tên viết tắt 24 tuổi, đang lấy xe máy. Trên trước giỏ xe có để điện thoại di động, họ áp sát người phụ nữ, giật điện thoại. Thời điểm này công nhân đi làm đông nên hai tên cướp không thể chạy nhanh. Chị C tăng ga đuổi theo, tông mạnh làm hai kẻ gây án ngã xuống đường. Chị C tri hô cùng người dân bắt giữ Luân và Sang, giao cho công an địa phương. Kiểm tra phương tiện, cảnh sát phát hiện trong xe của hai nam thanh niên còn giấu một biển số xe máy. Công an thị xã Bình Minh đang mở rộng điều tra vụ án.
Báo Dân Trí đưa tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo về tội phạm lừa đảo qua mạng thông qua các ứng dụng tạo ảnh đang được nhiều người dùng sử dụng trên mạng xã hội. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện có nhiều người sử dụng Facebook dùng ứng dụng tạo ảnh hoạt hình để tạo ra những bức ảnh khác biệt cho riêng mình. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tay cho tội phạm lừa đảo. Theo công an, việc dùng các ứng dụng tạo hình hoạt hình sẽ lộ lọt thông tin cá nhân kèm theo hình ảnh, thiết bị, thời gian, vị trí chụp ảnh. Khi người dùng tải các ứng dụng và cấp quyền truy cập thiết bị qua ứng dụng, nguy cơ thông tin cá nhân sẽ bị những người có mục đích xấu thu thập. Với các thông tin thu thập được từ người dùng, các tổ chức lừa đảo sử dụng tạo video giả mạo thông qua công nghệ deepfake, một kỹ thuật kết hợp giữa các thuật toán học sâu và học máy với mục đích tạo ra những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo một cách rất chân thực, thực hiện cuộc gọi video call lừa đảo người thân của nạn nhân. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dùng chọn lọc và sử dụng các phương thức, ứng dụng được cơ quan có thẩm quyền đánh giá là uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, cần đọc kỹ các điều khoản yêu cầu trước khi cài đặt và sử dụng ứng dụng. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Báo Pháp Luật ghi nhận đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra làm rõ một vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cà Di, huyện Nam Giang. Theo thông tin ban đầu, xe tải mang biển kiểm soát Thái Bình do tài xế Nguyễn Văn Kiện, 51 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng Kon Tum, thành phố Đà Nẵng. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát Thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Nguyễn Thành Công, 37 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại. Cú va chạm khá mạnh khiến đầu cabin xe tải biển kiểm soát Thái Bình bốc cháy lớn, còn tài xế Nguyễn Thành Công bị mắc kẹt bên trong cabin xe. Đội cảnh sát giao thông số 2 phối hợp với lực lượng chức năng giải cứu đưa tài xế Nguyễn Thành Công ra ngoài, đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông và chữa cháy. Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã kết thúc cuộc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông ở phía bắc cửa hầm đường bộ Dốc Sạn trên đường cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Ô tô tải biển số tỉnh Phú Yên do ông Lê Văn Thuật, 32 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên điều khiển theo hướng thành phố Cam Ranh đi Nha Trang. Ngay khi vừa qua hầm Dốc Sạn thì va chạm với xe đầu kéo biển số tỉnh Quảng Bình chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm ông Phạm Ngọc Chính, 35 tuổi, ngụ Phú Yên, phụ xe trên ô tô tải mắc kẹt bên dưới gầm xe, tử vong tại chỗ. Còn tài xế Lê Văn Thuật bị thương nặng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều lực lượng phương tiện đến hiện trường đưa nạn nhân chính ra ngoài. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tiến hành kiểm tra nhà kho của ông Nguyễn Hoàng Phước, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, phát hiện trong kho có chứa nhiều sọt nhựa đựng hàng hóa gồm bếp ga, chén dĩa, ly đã qua sử dụng. Trước đó tối ngày 25 tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra tại nhà kho của ông Phước phát hiện ông Nguyễn Trần Bảo Khôi, 35 tuổi, ngụ thị trấn Thành Hóa, huyện Thành Hóa, tỉnh Long An đã chọn nơi đây làm điểm tập kết đồ dùng gia dụng đã qua sử dụng. Nguyễn Trần Bảo Khôi không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và khai nhận số hàng hóa trên là củ khôi khoảng 5 tấn, được mua từ Campuchia sau đó vận chuyển bằng xe lôi, xe ba gác qua biên giới để đưa về điểm tập kết và kho chứa hàng nói trên do Khôi thuê của ông Nguyễn Hoàng Phước với giá 3 triệu đồng trên một tháng. VTC News ghi nhận Công an thành phố Hải Phòng cho biết lực lượng chức năng vừa cứu 3 sinh viên và người lao động mắc kẹt trong một nhà trọ bị cháy ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Được biết khoảng 8 giờ 37 phút ngày 28 tháng 10, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, khu vực 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ nhận lệnh điều động của Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ báo cháy tại nhà dân số 42/21 đường Đồng Thiện, phường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng. Tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà, có 3 người bị mắc kẹt tại tầng 3 do lửa và khói bùng lên. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 đã hướng dẫn người dân mắc kẹt ra ban công tầng 3 tránh khói, đồng thời cử tổ trinh sát đeo mặt nạ phòng độc lên cứu 3 người xuống nơi an toàn, triển khai một lăng bê phun nước và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đám cháy được dập tắt không lan ra diện rộng, làm hỏng 2 xe máy ở tầng 1, không thiệt hại về người. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát đang điều tra vụ việc phát hiện bộ xương tại một bụi cây. Lực lượng công an vẫn đang xác định danh tính, giới tính và điều tra làm rõ nguyên nhân chết của người này.
Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 27 tháng 10 tại một bụi cây trên đường NK13A thuộc khu phố 2, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, người dân phát hiện một bộ xương người. Bên cạnh bộ xương có một bộ quần áo và sợi dây treo lơ lửng trên cây. Bước đầu, cơ quan công an nghi ngờ đây không phải vụ án mạng mà là do người này đảo quyên sinh. Những thông tin quốc tế vừa diễn ra sẽ tiếp tục được gửi đến quý vị và các bạn ở phần tiếp theo của chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sau khi nghe tin cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời ở tuổi 68, một số người đã tới và đặt hoa tưởng niệm vị cố Thủ tướng tại ngôi nhà cũ của ông. Nhiều bó hoa đã được đặt quanh ngôi nhà của gia đình cố Thủ tướng ở huyện Định Viễn, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Đây là nơi mà ông Lý Khắc Cường đã sống trong nhiều năm khi còn đi học. Một người đàn ông tới đặt hoa ở nhà cố Thủ tướng bày tỏ, ông Lý Khắc Cường là một Thủ tướng đáng mến và được người dân khắp cả nước tin yêu. Mọi người đến đây để tỏ lòng thương tiếc vị cố Thủ tướng. Mạng xã hội cũng đã lan truyền video ghi lại cảnh người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài những địa điểm có dấu ấn của ông Lý Khắc Cường tại Hợp Phì, tỉnh An Huy. Trên nền tảng Weibo của Trung Quốc, một thẻ về sự qua đời của ông Lý đã thu hút hơn 1 tỷ lượt xem chỉ sau vài giờ. Trên các bài đăng về ông Lý, nút thích đã trở thành biểu tượng hoa cúc, loài hoa phổ biến trong đám tang ở Trung Quốc. Nhiều người đã bình luận dưới các bài đăng là mong ông an nghỉ. Một số người gọi việc qua đời của ông Lý là một mất mát và nói rằng ông đã làm việc chăm chỉ và đóng góp rất nhiều cho Trung Quốc. VOV đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Nhà Trắng. Ngoại trưởng Vương Nghị đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Tổng thống Joe Biden, cho biết mục đích của chuyến thăm này là để trao đổi với phía Mỹ, thực hiện hiệu quả đồng thuận quan trọng giữa hai nguyên thủ, trên cơ sở quay trở lại các nhất trí tại Bali, Indonesia, hướng tới San Francisco nhằm thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ chặn đà đi xuống và ổn định trở lại, nhanh chóng quay lại quỹ đạo phát triển lành mạnh và ổn định. Tuyên bố hướng tới San Francisco của ông Vương Nghị đã gián tiếp xác nhận hai bên đang chuẩn bị cho một cuộc gặp giữa hai nguyên thủ hai nước tại San Francisco, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vào tháng 11 tới. Nhà Trắng ra tuyên bố cho biết Tổng thống Biden đã nói với Ngoại trưởng Vương Nghị rằng hai nước cần quản lý cạnh tranh trong quan hệ một cách có trách nhiệm và duy trì đường dây liên lạc mở. Với cuộc xung đột đang diễn ra giữa lực lượng Hamas và Israel, ông Biden cho rằng Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu. Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Biden đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến San Francisco vào tháng tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Theo thông tin từ Vietnam Flood, Indonesia đã vận hành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng nhiên liệu phản lực pha dầu cọ trong bối cảnh nhà sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới đang thúc đẩy sử dụng rộng rãi hơn nhiên liệu sinh học nhằm giảm nhập khẩu nhiên liệu. Garuda Indonesia là đơn vị vận hành chuyến bay này sử dụng máy bay Boeing 737-800NG. Ông Irfan Setiaputra, giám đốc điều hành Garuda Indonesia cho biết chuyến bay chở hơn 100 hành khách có hành trình khoảng 550 km từ thủ đô Jakarta đến thành phố Surakarta. Trước khi thực hiện chuyến bay này, Garuda Indonesia đã tiến hành thử nghiệm tỉnh và thử nghiệm động cơ trên mặt đất từ tháng 7 năm 2023 và hoàn tất chuyến bay thử nghiệm sử dụng nhiên liệu phản lực sinh học từ dầu cọ trên máy bay Boeing 737-800NG hôm 10 tháng 10. Indonesia đang thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi hơn các loại nhiên liệu sinh học từ dầu cọ trong nỗ lực nhằm giảm nhập khẩu dầu thô. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình sáng của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.